Hello, xin chào các bạn ạ. Mình là Yến đây. Chào mừng các bạn đã trở lại với video ngày hôm nay của Yến. Ngày hôm nay của Yến sẽ giới thiệu với mọi người về một cái giải pháp. Đó là mình cực kỳ tiết kiệm, giải pháp tiết kiệm trong cái kỳ đèn đỏ của mình. Wow, nghe đến cái vấn đề tiết kiệm này chắc là nhiều chị em phụ nữ chúng ta đang quan tâm, đang rất là quan tâm đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chị em phụ nữ chúng ta thì thực ra chúng ta phải chi tiêu rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Và mong muốn, ai cũng mong muốn mình được tiết kiệm một khoản, tiết kiệm chi tiêu, càng mua các sản phẩm mình tiết kiệm hơn thì mình sẽ vui hơn đúng không ạ? Và như chị em phụ nữ chúng ta đã biết, cái ngày đèn đỏ của chị em thì ai cũng có, và đến kỳ đèn đỏ thì chúng ta mỗi tháng một lần, nó đến rất là nhanh, thời gian chạy rất là nhanh. Và mỗi tháng đến thì chị em thường sử dụng gì ạ? Chúng ta thường sử dụng băng vệ sinh đúng không ạ? Và mỗi chị em thử tính xem, cái kỳ đèn đỏ của mình, mỗi lần mình đến kỳ đèn đỏ thì mình tốn bao nhiêu tiền cho cái việc mình mua băng vệ sinh ạ? Mình tốn rất là nhiều, từ 30 đến 50k đúng không ạ? Đấy là những chị em sử dụng loại bình thường. Còn những một số chị em sử dụng loại cao cấp của hãng nhập khẩu, thì các chị em đó sẽ sử dụng đến từ 100 đến 200k tiền băng vệ sinh. Wow, tính ra rất là nhiều. Mỗi tháng như thế và tính một năm cũng rất là nhiều. Và 5 năm thì chị em phụ nữ chúng ta sẽ tính bình thường cái mức thấp nhất là từ 2 đến 3 triệu tiền băng vệ sinh rồi đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ điều đó không còn phải lo lắng nữa, mọi người sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Mỗi tháng chúng ta chỉ mất từ 10 đến 12k tiền băng về cho cái giải pháp sử dụng trong cái ngày đèn đỏ của chị em phụ nữ chúng ta. Và trong 5 năm chúng ta đã tiết kiệm được 2 triệu, rất là nhiều đúng không ạ? Tiền ở trong túi của chúng ta, và khi đã được tiết kiệm như thế thì thực sự là rất là vui. Vâng, và Yến muốn giới thiệu với mọi người về cái giải pháp đấy là gì ạ? Cái giải pháp đây ạ, đây là cái sản phẩm tốc với Samantikap. Cái giải pháp này thì nó hoàn toàn tiết kiệm cho chị em phụ nữ chúng ta rất là nhiều. Và mỗi tháng chúng ta chỉ tốn từ 10 đến 12k cho cái kỳ đèn đỏ của mình, không như băng vệ sinh trước đây đâu ạ. Và trong cái sản phẩm này có hạn sử dụng là 5 năm. Và trong 5 năm chúng ta sẽ tiết kiệm được, wow, lên đến tiền triệu, 2 triệu cho. Và tính ra thì mình sẽ, cái khoản đấy thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Và mình sẽ làm những việc khác thay vì trước đây mình sử dụng nó để chỉ là mua băng vệ sinh thôi ạ. Vâng, và nếu mọi người quan tâm và mong muốn tiết kiệm, mong muốn bản thân mình cũng tiết kiệm, cũng có, thứ nhất là góp một phần để cho môi trường mình xanh sạch đẹp, nó khỏi bị ô nhiễm môi trường do cái lượng băng vệ sinh thải ra môi trường quá nhiều. Thứ hai nữa đó là do mình sẽ giúp cho cái bản thân của mình, giúp cho cái gia đình của mình có thêm một cái khoản tiết kiệm nữa. Mình không phải tốn kém, không phải mất thời gian đi mua sắm hàng tháng nữa, không mất thời gian thay rửa nữa. Và wow, rất là nhiều những cái ưu điểm mà cốc với Samantikap đem lại. Và các chị em quan tâm đến sản phẩm này thì mọi người hãy liên hệ với em Yến qua số điện thoại 0978485910, hoặc là mọi người có thể kích xuống đường link phía dưới về trang Facebook của em Yến là Yến Tân An, thì Yến sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người và gửi tài liệu cho mọi người để mọi người tham khảo và tìm hiểu về sản phẩm này kỹ hơn trước khi sử dụng nó. Và mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video tiếp theo của em Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ.